4 trên 4 học sinh đội tuyển Việt Nam, giành được huy chương tại Olympic sinh học quốc tế năm 2024. Các bạn thân mến, kỳ thi Olympic sinh học quốc tế IBO lần thứ 35 năm 2024 được tổ chức tại nước Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 7 đến 13 tháng 7. Đây là kỳ thi có số quốc gia tham gia lớn nhất từ trước tới nay, với 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 320 thí sinh dự thi. Theo quy chế của Hiệp hội IBO quốc tế, kỳ thi trao giải cho không quá 10% thí sinh dự thi đạt huy chương vàng, 20% thí sinh đạt huy chương bạc và 30% thí sinh đạt huy chương đồng. Tổng số huy chương được trao năm nay gồm 28 huy chương vàng, 56 huy chương bạc và 84 huy chương đồng. Các thí sinh trải qua 2 ngày thi chính thức với thời gian thi kéo dài trong 6 đến 8 giờ trên ngày. Trong đó, một ngày thi lý thuyết với 2 bài và một ngày thi thực hành với 4 phòng thí nghiệm về sinh học phân tử, hóa sinh, giải phẫu và sinh lý động vật và tin sinh học. Đề thi năm nay đòi hỏi thí sinh am hiểu cả về lý thuyết và thành thạo các kỹ năng thực hành, vận dụng đúng và hiệu quả các kiến thức, kỹ năng của học sinh, từ kinh điển tới hiện đại, trong giải quyết nhiều bài toán đa dạng của các vấn đề toàn cầu. Thành tích 4 trên 4 học sinh đạt huy chương, với 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Olympic sinh học quốc tế năm 2024 là thành tích tốt nhất của học sinh Việt Nam kể từ năm 2019. Đặc biệt, lần đầu tiên, nhiều học sinh Việt Nam đạt thành tích cao ở các bài thi thực hành, vốn đòi hỏi rất cao về tiêu chuẩn tại kỳ thi này. Thông tin này nhanh chóng đã được Page ASEAN Urban News cập nhật với dòng nội dung 4 trên 4 học sinh Việt Nam giành huy chương, gồm 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, xếp hạng thứ 3 trên 81 quốc gia tại Olympic sinh học quốc tế năm 2024. Ngay lập tức, tin tức này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của bạn bè ASEAN và một số người đã để lại bình luận như sau. Tôi tự hỏi liệu người Việt Nam chỉ được học và được dạy ở các trường địa phương, trong khi các nước Đông Nam Á thường khoe khoang có các trường quốc tế hàng đầu thế giới. Nhưng tại sao kết quả lại như thế này? 4 trên 4 học sinh Việt Nam có huy chương trong các cuộc thi lên đến 81 quốc gia. Các nước có cần trường quốc tế hay không? Hay là về Việt Nam học đi? Đánh giá xếp hạng trường học dựa vào rất nhiều tiêu chí cơ sở vật chất, đó lại là điều Việt Nam đang thiếu. Người Việt thông minh, họ có truyền thống học hành trong văn hóa. Thì ra trường tốt chỉ là một yếu tố không quá quan trọng bằng sự chăm chỉ học tập của họ. Người Việt vẫn có kết quả tốt dù trường của họ không thuộc top đầu châu Á. Người Đông Nam Á nên dừng việc tẩy não theo tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo Abrahamic chỉ kiểm soát con người trong niềm tin mù quáng của họ. Đó là chìa khóa giúp bạn tiến xa nhất mà người Việt Nam có thể làm được điều đó. Không chỉ đạt thành tích cao trong môn sinh học, năm 2024, đội tuyển quốc gia Việt Nam còn có 8 học sinh dự Olympic vật lý châu Á APHO năm 2024 được tổ chức tại Malaysia, đạt được kết quả vượt trội so với những năm trước với thành tích 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58 tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc, 10 trên 10 học sinh Việt Nam đều giành huy chương trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Mendeleev IMCHO năm 2024, công bố kết quả vào ngày 26 tháng 4. Theo đó, đoàn Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Có thể thấy những thành tích này tiếp nối chuỗi thành tích cao mà các đoàn học sinh Việt Nam đạt được tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong những năm gần đây. Với số lượng, chất lượng huy chương và điểm thi của học sinh không ngừng được nâng cao, tiếp cận các quốc gia hàng đầu thế giới trong cùng lĩnh vực. Chính vì vậy mà những người láng giềng Đông Nam Á rất tò mò về giáo dục của Việt Nam chúng ta. Gần đây thì đã có một kênh Thái Lan đã về Việt Nam làm phim tài liệu về giáo dục Việt Nam. Kênh này đã đưa ra một số nhận định như sau. Chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam, một trong những cuộc chiến tranh khốc liệt và kéo dài nhất thế giới, đã làm cho đất nước này rơi vào tình trạng lạc hậu và đói nghèo. Khoảng 25 năm trước, Việt Nam được xếp vào nhóm những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhưng đó không phải là tình hình hiện tại. Ngày nay, Việt Nam sở hữu vũ khí quan trọng nhất để tiến xa hơn nữa, đó là chất lượng giáo dục. Giáo dục Việt Nam vượt trội ở tất cả các môn học cần thiết cho thế kỷ 21, đặc biệt là toán và khoa học, thậm chí ngang bằng hoặc tốt hơn một số quốc gia phát triển. Chúng tôi đến đây để quan sát việc giảng dạy môn toán và khoa học, hai môn học mà học sinh Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 12 trên thế giới. Nhìn thoáng qua, bầu không khí lớp học ở Việt Nam không khác nhiều so với Thái Lan. Nhưng khi quan sát kỹ, chúng tôi thấy học sinh giơ tay trả lời câu hỏi không ngại ngùng, đứng lên trả lời một cách tự tin. Điều này thể hiện sự quyết tâm và hăng hái trong học tập. Từ lớp học khoa học, chúng tôi đến lớp học toán. Việc yêu cầu học sinh lên bảng giải bài không phải là điều mới mẻ. Nhưng khi học sinh gặp khó khăn,
Thay vì trừng phạt, giáo viên Việt Nam sẽ hướng dẫn một cách bình thường để giúp học sinh giải quyết vấn đề. Kỹ thuật này giúp học sinh tự tin và không sợ hãi khi đối mặt với các vấn đề phức tạp. Cách giảng dạy này là một trong những yếu tố chính giúp học sinh Việt Nam đạt điểm cao trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA năm 2015. Học sinh Việt Nam đạt điểm trung bình cao ở môn toán và khoa học, xếp hạng thứ 12, vượt qua nhiều nước phát triển như Vương quốc Anh, xếp hạng thứ 20 và Hoa Kỳ, xếp hạng thứ 28, trong khi Thái Lan xếp hạng thứ 47. Điểm số của học sinh Việt Nam cao hơn rõ rệt so với các nước đang phát triển có thu nhập tương đương. Sự thành công nhanh chóng của một quốc gia nhỏ bé, không giàu có đã gây tò mò cho Ngân hàng Thế giới. Họ đã tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu lý do tại sao học sinh Việt Nam học tốt hơn học sinh từ các quốc gia giàu có hơn và nhận thấy giáo viên cũng là một yếu tố quan trọng. Chính sách và ngân sách từ chính phủ, sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, các chương trình học và môi trường lớp học, trách nhiệm và phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự thúc đẩy từ cha mẹ và tinh thần ham học hỏi của học sinh đều góp phần vào thành công của giáo dục. Nhưng điều cơ bản và rõ ràng nhất là tinh thần bền bỉ và không bỏ cuộc của người Việt Nam. Chỉ những đứa trẻ đầy quyết tâm và khao khát thành công này sẽ đưa Việt Nam vượt qua nghèo đói và vươn lên vị trí hàng đầu thế giới bằng vũ khí mạnh mẽ và hiệu quả, gọi là chất lượng giáo dục. Đó là những nhận định của kênh Thái Lan này. Vậy dân mạng Thái Lan sau khi xem được video này thì đã có những nhận xét như thế nào về giáo dục của Việt Nam? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Tôi khâm phục các bạn đã đào tạo ra những con người tài năng, là động lực cho sự phát triển của đất nước. Trong tương lai, Việt Nam sẽ không phải lo thu hút nhân tài người nước ngoài. Việt Nam đã phát triển rất xa về các lĩnh vực giáo dục, du lịch và các nhà máy công nghiệp, cơ sở sản xuất, các sản phẩm có thương hiệu xuất khẩu. Đó là một đất nước ấn tượng. Khi đi du lịch Đà Nẵng, Bala Hills, cầu bàn tay vàng, giống như đến thăm một thành phố của Pháp, thời tiết rất đẹp. Đi cáp treo dài nhất thế giới lên đỉnh núi rất thú vị. Người Việt nói tiếng Anh tốt hơn nhiều so với nước ta. Xin lỗi, du lịch đã vượt qua Thái Lan sao? Vậy tại sao du khách đến Việt Nam không bao giờ muốn quay lại Việt Nam? Tôi đâu có ca ngợi Việt Nam nhiều lắm đâu. Tôi là người Thái, tôi yêu Thái Lan. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, nền giáo dục Việt Nam tiên tiến hơn Thái Lan rất nhiều. Từ những gì tôi đã trải nghiệm, toán và khoa học của họ đứng thứ 12 trên thế giới, Thái Lan đứng thứ 47. Về du lịch, người Thái đi du lịch Việt Nam cũng giống như đi du lịch Pháp. Chi phí sinh hoạt rẻ. Bạn có thể đi du lịch với ngân sách hàng chục nghìn. Nếu bạn đã từng đến Bana Hills, Sapa, chắc chắn bạn sẽ biết. 10 năm trước, trường học số 1 ASEAN là Singapore. Thái Lan và Malaysia luân phiên nhau ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng đại học mới nhất. Hai trường đại học ở Việt Nam đã vượt qua Thái Lan không dấu vết, đưa đại học Thái Lan lên vị trí thứ 4 trong ASEAN. Và không lâu nữa, người ta dự đoán Indonesia sẽ vượt Thái Lan. Vấn đề với Thái Lan là chúng ta thích nghĩ rằng chúng ta thông minh hơn, tốt hơn, thịnh vượng hơn các nước láng giềng, mặc dù sự thịnh vượng của chúng ta là do người nước ngoài tạo ra. Tôi đã từng học ở Việt Nam, học sinh có phẩm chất rất cao, bao gồm cả sự quyết tâm, siêng năng, cống hiến, vân vân. Và một điều nữa, tôi thấy rất nhiều người Việt Nam lái xe máy và trông rất hỗn loạn. Nhưng tôi đã đi học ở đó gần 4 tháng, chưa một lần nào tôi chứng kiến một vụ tai nạn. Đây là điều hiếm thấy ở Việt Nam. Phải công nhận, người Việt Nam thông minh thật. Chúng tôi đang ở Na Uy, người Việt dám đầu tư, làm kinh doanh, chăm chỉ, tài năng và giàu có hơn cả người Na Uy. DNA của anh ấy cũng tốt. Người Việt sống ở nước khác hầu hết đều nằm trong top đầu, đạt điểm rất tốt. 99,5% họ rất thông minh. Người Việt Nam có bác Hồ Chí Minh, có cảm hứng, có lòng quyết tâm, có thói quen yêu thích sự thay đổi và có thể vượt qua được. Đây là điều mà Việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua Thái Lan 1000%. Đó là giáo dục, chắc chắn vượt trội, không cần phải lo lắng. Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc về nguồn nhân lực đáng gờm. Phần lớn dân số còn trẻ và được giáo dục tốt, đưa đất nước tiến xa hơn nữa. Nhìn lại đất nước ta, đang dần bước vào xã hội người cao tuổi. Công chức làm việc chỉ để hưởng lương, vì già rồi thì cũng thoải mái. Giáo dục không bao giờ phát triển, trẻ em vẫn đánh nhau, giáo viên thì ngồi chơi mạng xã hội. Nếu muốn có giáo dục tốt thì phải giàu, đó là Thái Lan. Người ta có chất lượng, họ phát triển con người để giỏi. Kết quả học tập của Việt Nam tốt hơn Thái Lan, phản ánh rằng người Việt Nam giỏi hơn người Thái. Cơ hội phát triển đất nước trong tương lai của họ cũng sẽ tốt hơn Thái Lan. Chúng ta không nên tự mãn, chỉ nghĩ rằng chúng ta phát triển hơn, có nhiều tòa nhà cao tầng hơn, có nhiều tàu điện hơn, có nhiều đường chảy nhựa hơn. Những điều này sẽ có thể xây dựng trong thời gian ngắn,
nhưng dân số có chất lượng thì phải mất hàng chục năm để xây dựng. Tôi đang trong chuyến tham quan học tập về hệ thống giáo dục ở Việt Nam. Học sinh của họ rất kỷ luật trong học tập, cha mẹ rất nghiêm khắc với chúng. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Việt Nam. Nho giáo dạy người ta phải siêng năng và có trách nhiệm với xã hội hơn các tín ngưỡng khác, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện. Ý tôi là tôi đã xem nhiều clip về Việt Nam. Tôi chú ý rằng người Việt ở đây không có người nào béo, mọi người đều có vóc dáng cân đối. Nếu so sánh, Thái Lan hiện có những tài sản cũ tốt hơn như danh tiếng, hệ thống giao thông, công nghệ và các hệ thống cơ bản khác, trong khi Việt Nam hiện đang theo đuổi sự phát triển của hệ thống giáo dục. Mặc dù thái độ của công chúng và khoa học mới hiện tại thì Việt Nam vẫn chưa ngang bằng với Thái Lan nói chung, nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ thấy ngày càng có nhiều sự khác biệt. Chúng tôi đã học tiếng Trung cùng với những người Việt Nam rất giỏi, họ vô cùng quyết tâm và quyết tâm học tập. Dưới góc độ quan sát của tôi, Việt Nam có DNA chủ yếu là người Hoa, nên nổi bật về khả năng ghi nhớ và tính toán. Trong khi đó, Thái Lan có thể yếu hơn về khía cạnh này, nhưng lại có một cái nhìn sâu sắc đặc biệt. Điều này được thể hiện qua việc khi tham gia các cuộc thi quốc tế về kỹ năng chế tạo, trẻ em của chúng ta thường giành được chức vô địch. Và trong lĩnh vực quản lý soft power, chúng ta cũng vượt trội. Tuy nhiên, tôi cũng thừa nhận rằng các kỹ sư của Việt Nam có khả năng sáng tạo rất tốt, thể hiện qua các phát minh hiện đại, đặc biệt là xe buýt giường nằm với thiết kế cao cấp, giống như các khoa ngủ riêng tư trên tàu vũ trụ. Trong khi đó, sáng tạo của Thái Lan đôi khi vẫn mang tính chất cũ kỹ và buồn tẻ. Điều này có thể là do môi trường nuôi dạy bảo thủ một cách mạnh mẽ, khiến cho sự năng động và tích cực chưa đạt được mức độ như mong đợi. Học sinh trung học cơ sở Việt Nam giờ đây đã có thể nói được tiếng Anh. Thế hệ Thái Lan này vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Việt Nam đã chứng minh rằng đầu tư vào thế hệ mới có thể giúp đất nước tăng trưởng. Chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam, nơi mà người Việt Nam đã chiến thắng phương Tây. Họ đã đào hầm ngầm dài và huấn luyện binh lính để chiến đấu ở mọi hình thức, cho đến khi được gọi là lính ma. Điều này phản ánh tư duy, sự kiên nhẫn, quyết tâm và kỹ năng. Từ việc xem video này, có thể thấy rằng họ đã lên kế hoạch giáo dục tốt và rõ ràng, phản ánh sự quản lý của lãnh đạo đất nước họ. Thái Lan đã từng giúp Mỹ chiến đấu với họ, và hôm nay có thể chúng ta đã lầm tưởng rằng chúng ta phát triển hơn họ. Nhưng một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ phải học hỏi từ Việt Nam. Tôi nghĩ cách tiếp cận của trẻ em Việt Nam rất rõ ràng. Ví dụ lớn lên anh ấy muốn trở thành người như thế nào, anh ấy có ý định phấn đấu theo hướng đó. Nếu muốn giỏi toán, anh ấy sẽ học tập chăm chỉ, nhấn mạnh vào học thuật. Ở nước ta, nhiều trẻ em vẫn chưa biết mình muốn trở thành gì, học và chơi cho đến khi đủ đậu, lấy bằng rồi đi kiếm việc làm. Những chuyện như thế này đi đôi với hoàn cảnh xã hội. Nhưng có một số người thành công, cũng có những em không theo chương trình giảng dạy, mà học hỏi từ kinh nghiệm thực tế. Những người như thế này hoàn toàn không cần phải dựa vào trình độ học vấn, mà thành công của họ đã được đo lường rồi. Con riêng của chồng tôi chuyển từ Việt Nam sang sống với chúng tôi ở Mỹ khi học trung học. Ngoài học giỏi, em ấy còn tham gia các hoạt động nghệ thuật mà em ấy giỏi. Em ấy được chọn vào nhóm học sinh Honor Society và Art Honor Society. Em ấy vẽ tranh và đem đấu giá để quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương. Em ấy vẽ tranh phụ nữ đeo khăn hijab để vận động cho phụ nữ Hồi giáo. Em ấy được nhận vào Ivy League, Columbia, Appen, Cornell và Dartmouth và quyết định học tập tại Đại học Columbia. Em ấy vừa tốt nghiệp cử nhân và hiện đang cố gắng tìm học bổng để học tiếp thạc sĩ. Em ấy rất thích đọc sách, đọc mọi thể loại sách và còn nhận viết bài đánh giá sách trên Amazon. Khi còn ở Việt Nam, em ấy cũng đã học rất giỏi, học ở trường năng khiếu ở Việt Nam. Chúng tôi chưa bao giờ phải lo lắng rằng em ấy sẽ hư hỏng, em ấy có trách nhiệm rất cao. Trên đây là một số ý kiến của dân mạng Thái Lan. Phần lớn đều đánh giá cao giáo dục Việt Nam. Mặc dù giáo dục Việt Nam chúng ta còn một số điều tiêu cực như bệnh thành tích hay chương trình học nặng lý thuyết, v.v. Nhưng có thể thấy giáo dục Việt Nam đang được cải thiện hàng năm. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào về những vấn đề trên? Hãy comment bên dưới video này nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở nội dung tiếp theo.